Việt xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại Việt đang ở chùa Trấn Quốc. Việt làm video này để gửi tới các bạn cũng như quý vị. Hiện tại không khí ở chùa Trấn Quốc thì cũng đón một số các bạn. Nhưng mà đón một số các bạn đến đây chụp hình thôi. Việt sẽ gửi tới để các bạn cũng như quý vị có đi chùa Trấn Quốc thì sẽ biết thông tin. Đây. Tạm dừng hoạt động. Đấy. Quý vị và các bạn sẽ tạm dừng. Việt nghĩ là phải hết 14 ngày. Đây, thông báo. Để phòng chống dịch bệnh Covid thì ở chùa Trấn Quốc đã đóng cửa. Nên thông tin này Việt muốn chia sẻ tới quý vị cũng như các bạn có dự định lịch 1-2 ngày tới đi chùa thì hiện tại là chùa đang đóng cửa. Chỉ có một số các chị đến đây chụp hình thôi. Đấy, quý vị và các bạn biết thông tin để khi các bạn tới đây thì đỡ mất. Không có nhiều bạn Việt thấy là tới đây rồi thì mình không vào được thì mình cũng mất công của mình. Việt sẽ mời quý vị và các bạn xem sang đền Quán Thánh, xem đền Quán Thánh có đóng cửa không. Mời quý vị và các bạn đi về phía chùa quán đền Quán Thánh. Việt sẽ giới thiệu là có thông báo là đã đóng cửa. Nên quý vị và các bạn có đi đền Quán Thánh thì hiện tại là đền đang đóng cửa. Video này Việt muốn gửi tới tất cả quý vị và các bạn muốn đi đền Quán Thánh thì để chắc phải qua 14 ngày nữa. Đây, chính là ngôi đền. Rất nhiều anh cũng không biết thông tin và đã tới đều phải đứng ở bên ngoài. Rồi, Việt cảm ơn quý vị như các bạn rất nhiều. Video này Việt muốn chia sẻ là các địa điểm lễ chùa thì đều đóng cửa. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới.